Chào bạn, hôm nay thì mình sẽ chi tiết một cái đồng hồ khá là cổ. Đây là một cái con đồng hồ Grand, một dòng đồng hồ Thụy Sĩ đã dừng sản xuất từ lâu rồi. Trước này theo thông tin của khách thì nó được bọc vàng. Thì đây nó là một cái đồng hồ cơ sử dụng máy Thụy Sĩ và lên có bằng tay, không có bố lăng. Đây mình sẽ lên có bằng tay cho các bạn. Đấy. Đồng hồ chạy đây, cái kim rốn tại 6 giờ thì nó là cái kim dây rồi. Thì đây thì con này thì cỡ nó nhỏ thôi, nói chung là phù hợp với hầu hết tất cả mọi người. Đây cỡ mặt nó là 34, độ dày của nó ở đây mình ước lượng nó rơi vào 9 mm. Đấy. Vì là máy có tay nên cái độ dày nó rất là mỏng. Rồi, bây giờ mình sẽ vào chi tiết cái tình trạng đồng hồ cho các bạn xem. Rồi, đây là chi tiết cái tình trạng đồng hồ. Thì đầu tiên thì các bạn có thể thấy ngay là cái kim giờ của con này nó đã bị mốc khá là nhiều. Tuy nhiên đây là cái trường hợp mà thường xuyên gặp phải với những cái con đồng hồ cổ. Tuy nhiên chúng ta được ở đây là cái cọc số còn rất là khá là sáng mới, chưa có hiện tượng là mốc ở cọc số cũng như là cái mặt của đồng hồ. Đấy, các chi tiết vẫn còn rất rõ nét, chỉ có mỗi cái kim giờ là nó hơi bị mốc. Đấy. Vỏ đồng hồ thì vẫn còn rất là tốt. Tình trạng ở đây các bạn xem vẫn còn rất là tốt, không có các vết xước nào lớn cả. So với một cái đồng hồ cổ thì tình trạng này vẫn khá là tốt. Quay đồng hồ còn rất là thẳng, không có hiện tượng cong vênh. Như con này ở đây là đeo cỡ 18 mm. Khách nhà mình ở đây là cắt mỗi bên là 1 mm để của cái dây da này. Đây, thông tin trên đáy đồng hồ. Gluen thì nó là cái dòng cổ dành cho các bác nào thích cái kiểu đồng hồ vintage, chơi cùng với các con kiểu Polzot của Liên Xô. Thường những dòng này thì các bạn có thể mua chủ yếu ở trên eBay hoặc trên các cái hội đồng hồ cổ cũ cổ. Đấy. Mặt kính con này thì nó chú ý mặt kính con này mặt kính mica cong khá là phổ biến trong các cái dòng đồng hồ cổ kiểu này. Tình trạng mặt kính còn khá là tốt, mình ở đây không thấy các cái vết xước nào lớn cả, chỉ có một hai vết xước răm rất là nhỏ, nhưng mà ở đây mình cũng không 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 nhìn kỹ nó là cái vết xước nào. Đây có thể là đây, đây có một cái vết xước rất nhỏ. Đấy. Tuy nhiên là kính mica kiểu này thì mình biết là nó khá là mềm, dễ đánh bóng và cũng dễ thay thế. Dây đồng hồ đi kèm thì nó là dây ZLC của Pháp. Dây ZLC Pháp. Dây ZC thì cũng là một cái dòng dây khá là cao cấp bán ở Việt Nam. Nó thường được giới thiệu là sản xuất tại Pháp. Chiếc đồng hồ này thì nó phù hợp với các cái bác đã có tuổi hoặc là những cái anh chị mà thích cái dòng nhỏ nhỏ và xinh xắn thế này, đặc biệt cái kiểu mặt kính cong thế này. Đấy. Mình thấy ngoài cái việc kim giờ bị mốc ra thì nó gần như là còn trong tình trạng rất là tốt. Việc đo sai số ở đây thì mình rất tiếc là mình không không có cái máy đo ở đây. Tuy nhiên là cái dòng cũ này thì mình nghĩ là sai số thì nó là cái chuyện bình thường. Và người ta đo, người ta đeo thì người ta chủ yếu là vì thích cái kiểu dáng đồng hồ này thôi. Nếu các bạn mà còn thắc mắc gì về thông tin chiếc đồng hồ này thì có thể nhắn cho bên mình qua Facebook đồng hồ cũ.vn hoặc là để lại bình luận bên dưới. Rồi, xin cảm ơn các bạn.